Chúng mình cùng bắt đầu tìm hiểu khái niệm thế nào là đại từ. Đại từ đó là những từ dùng để xưng hô hoặc để thay thế. Nó có thể thay thế cho danh từ, cụm danh từ, cũng có thể thay thế cho động từ, cụm động từ và tất nhiên có thể thay thế cho tính từ và cụm tính từ trong câu. Cách thay thế này khiến cho các từ ngữ trong câu không bị lặp lại. Trước hết, mình sẽ cùng tìm hiểu về đại từ xưng hô nhé. Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu qua một phần trích trong truyện cổ ED. Các con nghe cô đọc một phần truyện nhé. Ngày xưa, có cô Hơ Bia đẹp nhưng rất lười, lại không biết yêu quý cơm gạo. Một hôm, Hơ Bia ăn cơm, để cơm đổ vãi lung tung. Thấy vậy, cơm hỏi: "Chị đẹp là nhờ cơm gạo, sao chị khinh rẻ chúng tôi thế?" Hơ Bia giận dữ: "Ta đẹp là do công cha công mẹ, chứ đâu nhờ các ngươi." Nghe nói vậy, thóc gạo tức lắm. Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ hết vào rừng. Chúng mình cùng tìm hiểu về đại từ trong câu chuyện này nhé. Trước hết, cô sẽ chia 3 nhóm để ta cùng tìm hiểu. Đấy là hãy tìm cho cô những từ chỉ người nói